Chào các bạn. Sử dụng gạo lứt giang trị thoái hóa khớp là một trong những phương pháp hỗ trợ điều trị tốt, mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho người bệnh. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách sử dụng gạo lứt giang đúng cách. Nếu bạn băn khoăn, không biết gạo lứt giang có thực sự có tác dụng với bệnh thoái hóa khớp hay không và cách sử dụng như thế nào thì đừng nên bỏ qua những thông tin trong video này nhé. Hiện nay, gạo lứt là một thực phẩm không còn xa lạ với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Điểm khác biệt của loại gạo này chỉ là người ta xay hết để bỏ vỏ trấu, chứ không hề loại bỏ lớp cám gạo. Đây cũng là một trong những lý do khiến gạo lứt giàu dinh dưỡng và chứa nhiều các nguyên tố vi lượng và các sinh tố tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, trong gạo lứt có chứa rất nhiều các thành phần dinh dưỡng giúp duy trì sự chắc khỏe của xương khớp và hỗ trợ hàn gắn, phục hồi nhanh các tổn thương. Đặc biệt, gạo lứt còn chứa thành tố và có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, kháng khuẩn, chống viêm tốt. Nhờ đó mà gạo lứt có khả năng ức chế các phản ứng gây viêm ở xương khớp và đẩy lùi quá trình thoái hóa. Không chỉ vậy, gạo lứt còn rất giàu vitamin K, thành phần quan trọng hỗ trợ sàng lọc lượng canxi dư thừa trong máu, giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của gốc này. Từ đó, cơ thể có khả năng ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ ung thư, nguy cơ thoái hóa xương khớp. Những công dụng chữa thoái hóa khớp của gạo lứt giang. Do chỉ xay bỏ vỏ trấu, không sát bỏ lớp cám bên ngoài, nên gạo lứt vẫn giữ được các thành phần dinh dưỡng như vitamin gồm B1, B3, B6 giúp bảo vệ hệ thống thần kinh, vô cùng tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt, trong gạo lứt còn chứa vitamin K, đây là thành phần quan trọng giúp hỗ trợ sàng lọc lượng canxi dư thừa trong máu. Không chỉ vậy, nó còn giúp vận chuyển canxi từ máu vào xương, từ đó bổ sung lượng canxi thiếu hụt trong xương, giúp xương chắc khỏe hơn. Các chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong gạo lứt có tác dụng ngăn ngừa hoạt động của gốc tự do, bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ thoái hóa xương khớp. Ngoài ra, thành phần IP6 trong gạo lứt còn giúp ngăn cản kết tinh oxalate canxi ở đường tiết niệu, đồng thời còn hỗ trợ phòng ngừa loãng xương hiệu quả. Chất xơ có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người mắc bệnh tiểu đường. Có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp ức chế phản ứng viêm ở xương khớp, làm chậm quá trình thoái hóa. Các thành phần khác trong gạo lứt còn giàu đạm, chất béo, chứa các axit như pantothenic, vitamin B5, các nguyên tố vi lượng như selen, natri, canxi, sắt, magie, kali, vân vân. Cách dùng gạo lứt giang trị thoái hóa khớp. Có nhiều cách sử dụng gạo lứt giang để hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp mà người bệnh có thể áp dụng như 1. Uống trà gạo lứt giang. Đây là cách sử dụng đơn giản, phổ biến lại mang đến nhiều chuyển biến tích cực nhất cho người bệnh. Loại thức uống này không chỉ làm chậm quá trình thoái hóa, hỗ trợ tái tạo sụn khớp mà còn giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giảm stress, mang lại giấc ngủ ngon cho người bệnh. Cách thực hiện. Nguyên liệu 1kg gạo lứt, 1 ít muối hạt to. Bắc chảo lên bếp, chờ chảo nóng thì đổ gạo vào, thêm ít muối ăn. Để lửa nhỏ, dùng đũa đảo đều liên tục, khi rang gạo không nên vo để tránh gạo dính nước. Khi thấy hạt gạo có màu nâu đậm hoặc vàng rộm, mùi thơm thì tắt bếp. Cho vào hũ thủy tinh hoặc lọ nhựa đậy kín nắp. Cách dùng, mỗi ngày lấy 100g gạo lứt hãm với 300ml nước sôi trong 15 phút, uống thay trà, dùng 2-3 lần trong tuần, liên tục trong thời gian dài để thấy hiệu quả. 2. Chữa thoái hóa khớp bằng bột gạo lứt giang. Dùng bột gạo lứt giang cũng là một cách sử dụng gạo lứt để chữa thoái hóa khớp được nhiều người áp dụng. Phương pháp này thích hợp với người bận rộn hoặc không thích dùng trà gạo lứt. Cách thực hiện: lấy 1kg gạo lứt, thêm ít muối, rang đến khi có màu vàng rộm hoặc nâu sậm, mùi thơm phức. Cho vào máy xay nhuyễn rồi cất vào lọ thủy tinh hoặc lọ nhựa, đậy kín nắp để dùng dần.
Mỗi ngày lấy khoảng muỗng bột gạo lứt rang cho vào 100ml nước sôi, khuấy đều, uống liên tục trong 10 ngày để thấy hiệu quả. 3. Dùng cốm gạo lứt. Có thể dùng gạo lứt rang như bữa ăn dặm trong ngày hoặc cũng có thể chế biến gạo lứt rang thành một món ăn vặt được nhiều người yêu thích là cốm. Cốm gạo lứt khá ngon, phù hợp với mọi lứa tuổi, tuy nhiên chỉ nên dùng với lượng thích hợp, không nên ăn quá nhiều để gây phản ứng tác dụng. Cách thực hiện: nguyên liệu, lấy từ 2 đến 3 chén gạo lứt. Gạo lứt nấu thành cơm, cơm chín thì để nguội, bóp cho hạt cơm càng rời càng tốt. Mang đi phơi khô, cho vào chảo rang vàng đều cho đến khi hạt cơm bung nở toàn bộ. Sử dụng mỗi ngày sẽ thấy các triệu chứng do bệnh thoái hóa khớp từ từ cải thiện. 4. Dùng gạo lứt với muối mè. Một cách sử dụng gạo lứt rang khác được nhiều người chia sẻ, đó chính là dùng chung với muối mè. Đây cũng là món ăn ngon, bổ dưỡng mà người bệnh có thể sử dụng để ăn trong bữa phụ. Cách thực hiện: gạo lứt đãi sạch, tránh chà sát để không làm mất lớp vỏ lụa bên ngoài. Nấu với nước thành cơm, khi chín thì ăn kèm với muối mè. 5. Dùng cháo gạo lứt đậu đỏ. Đậu đỏ cũng là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Loại đậu này khá giàu vitamin và các khoáng chất như kẽm, magie, phốt pho, v.v. Khi kết hợp với gạo lứt sẽ mang lại hiệu quả, giảm đau đáng kể cho người bệnh. Cách thực hiện: nguyên liệu 100g gạo lứt, 50g đậu đỏ. Gạo lứt, đậu đỏ vo sạch ngâm với nước cho mềm ra, cho vào nồi thêm nước đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh cho chín nhừ rồi cho thêm một chút muối và tắt bếp. Sử dụng 2 đến 3 lần trong tuần, liên tục nhiều ngày sẽ thấy những chuyển biến tích cực. Dùng gạo lứt rang chữa bệnh thoái hóa khớp cần lưu ý gì? Mặc dù việc dùng gạo lứt rang chữa bệnh thoái hóa khớp là có căn cứ, tuy nhiên khi sử dụng người bệnh cũng cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Gạo lứt rang chỉ là thực phẩm hỗ trợ điều trị, hoàn toàn không phải là thần dược chữa bệnh xương khớp. Do đó, người bệnh cần kết hợp với thuốc và liệu trình điều trị của bác sĩ, không nên chỉ áp dụng các phương pháp dân gian để điều trị. Chỉ dùng gạo lứt từ 2 đến 3 lần trong tuần, không nên sử dụng thường xuyên vì có thể gây nên tình trạng khó tiêu, không đủ dưỡng chất và các vitamin cần thiết cho cơ thể. Trước khi dùng gạo lứt để nấu cơm, cần ngâm từ 10 đến 22 giờ để gạo mềm, hơn nữa phải nấu rất lâu mới chín, đặc biệt khi ăn cần nhai kỹ ra nước mới nuốt. Không dùng cho các đối tượng như trẻ em, phụ nữ mang thai, người có thể trạng gầy yếu, người cao tuổi dùng thường xuyên dễ gây thiếu hụt dưỡng chất. Hạn chế sử dụng đồ ăn cay nóng, thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia, chất kích thích trong quá trình điều trị. Ngủ đủ giấc, đúng giờ, hạn chế các hoạt động nặng nhọc, mang vác sai tư thế. Tăng cường luyện tập các bài tập phục hồi chức năng xương khớp để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị thoái hóa. Có thể thấy, gạo lứt rang quả thật là một thực phẩm tốt, có lợi cho người mắc các bệnh về xương khớp, nhất là thoái hóa khớp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thực phẩm hỗ trợ điều trị, người bệnh không nên lạm dụng. Tốt nhất cần thăm khám bác sĩ để được chuẩn đoán, tư vấn và có biện pháp điều trị phù hợp. Gạo lứt rang chữa bệnh xương khớp có thật sự hiệu quả? Theo các thầy thuốc đông y, gạo lứt có tác dụng ích khí, kiện tỳ, có tác dụng tốt đối với hệ tiêu hóa và tăng cường khí lực sức khỏe. Đây cũng là một thực phẩm giảm cân tốt có thể làm giảm lượng đường và cholesterol trong máu. Sử dụng gạo lứt chữa xương khớp là có căn cứ và cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực trong các việc điều trị. Tuy nhiên, gạo lứt không phải là thuốc và cũng không thể thay thế thuốc chữa các bệnh về khớp. Việc sử dụng gạo lứt khiến nhiều người cảm thấy tình trạng bệnh thuyên giảm, có thể do đồng thời giảm các thực phẩm bất lợi về bệnh như hải sản, rượu bia, v.v. Mặc dù gạo lứt không phải hoàn toàn là vị thuốc đặc trị chuyên dùng để chữa bệnh xương khớp, nhưng cũng không thể phủ nhận được những tác động của nó đến người bệnh. Do đó, bổ sung gạo lứt vào thực đơn hàng ngày là điều mà nhiều người bệnh xương khớp không nên bỏ qua. Thông tin thêm về cốm lứt rang. Gạo lứt rang còn có thể được chế biến dưới hình thức cốm lứt ăn liền. Đây là món ăn vừa thơm ngon, vừa có tác dụng tuyệt vời trong phòng và chữa trị bệnh thoái hóa xương khớp.
Tác dụng của cốm gạo lứt rang ăn liền. Như chúng ta đã biết, cốm gạo lứt rang ăn liền được chế biến rất kỳ công và phức tạp, trải qua nhiều quá trình từ hạt gạo lứt đỏ biến thành hạt cốm như nấu, phơi, rang hoàn toàn thủ công. Hạt cốm khi được chế biến xong, thơm ngon cần được đóng gói bảo quản cẩn thận, tránh nắng gió và ẩm mốc. Khi lấy ra ăn, bạn cần nhai kỹ trên 80 lần, sẽ thấy giòn tan trong miệng thì mới đạt yêu cầu. Vì là loại gạo chỉ xay bỏ lớp vỏ trấu, chưa được sát bỏ lớp vỏ cám bên ngoài, nên gạo lứt rất giàu dinh dưỡng, bao gồm cả chất bột, chất đạm, chất béo, chất xơ cùng các vitamin như B1, B2, B3, B6, các axit folic và cả các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, magie, selen, kali và natri, vân vân, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Đặc biệt, vitamin K có trong gạo lứt giúp chuyển vận canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương. IP6 có tác dụng ức chế và ngăn cản việc kết tinh oxalate canxi ở đường tiết niệu, và cơ chế này cũng song song mang tới hiệu quả rõ rệt là xương của cơ thể chắc khỏe và tránh được bệnh loãng xương. Hiện nay, gạo lứt rang và cốm gạo lứt đều có bán phổ biến ở những cửa hàng thực dưỡng. Bạn có thể tìm mua dễ dàng tại các cửa hàng này. Lưu ý là khi mua, bạn nên chọn các sản phẩm gạo lứt rang hoặc cốm lứt nguyên chất không có tẩm trộn thêm các loại gia vị thì mới có hiệu quả chữa bệnh cao. Các bạn cũng nên mua sản phẩm ở những cửa hàng có uy tín chất lượng, không nên mua ở những nơi không có nguồn gốc rõ ràng. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.